này. Cái mẹo này khó nói lắm, nói chung là cố gắng tuần là gì nhỉ? Oh shit, no, this is not good. Kìa bác, máu bên trên, máu bên trên. Bên tay phải. Để, không, không phải, không phải, không phải. Ta đi phải đi. 78%. Quét thì các bạn, các bác ạ. Có một băng nha. Hồi HP không, hồi HP nó không ổn lắm. Nói chung là cố gắng gì nhỉ? Lấy cái gì nhỉ? Cái đồ bá thật. Chứ chi nó lại cho một quả một mặt này thì chỉ quá. Đứng xa ra, đứng xa ra, đừng đứng gần. Kìa 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 kìa, 500 kìa, đang dính 500 kìa. Bom kìa, bom kìa, bom kìa. Tỷ lệ chí mạng hay sát thương boss hay chăng tỷ lệ ok tỷ lệ mày không có tỷ lệ chết ngay. Sát thương có cao, sát thương chí mạng cao bao nhiêu mà gì nhờ, tỷ lệ cũng không có thì cũng chỉ có ăn e toàn không? Đam trắng cũng chỉ toàn đam trắng không ạ.
Thank you.